Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe an toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh thú rừng trên toàn quốc. Thì ở nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin chia sẻ cho anh em mới chơi là cách chọn địa hình cũng như là cách đánh chồn bạc má đầu vụ. Thì đầu tiên cái địa hình rất là quan trọng anh em ạ. Địa hình thì anh em chọn những cái rừng cây keo, rừng cây bạch đàn này, đấy gọi là rừng cây tạp ấy. Đấy, bên dưới thì nó sẽ rậm rậm một chút như thế này thì rất là đẹp này. Còn về cái dấu vết của con chồn bạc má thì lát nữa sẽ quay cho anh em cùng xem. Còn về cái địa hình thì anh em chọn những cái địa hình hiện tại thì bây giờ đang là gần giữa tháng 9 âm lịch rồi. Đấy thì anh em chọn về những cái khu vực mà khe nước này, ở trên rừng thì chọn về khe nước. Còn anh em ở khu vực Trung Du Bắc Bộ thì anh em chọn về những cái eo. Đấy giữa hai cái quả rừng gọi là cái thung lũng, đấy, cái trũng, vùng trũng nhất ở giữa cái hai quả đồi là ép lại thì, ví dụ đây là một cái đồi cao này, đấy. Và bên đây là một cái đồi cao thì ở đây nó sẽ có một cái thung lũng như thế này. Thì anh em chọn đánh vào thung lũng này thì ăn tỷ lệ ăn 100%. Còn nào về cái mồi dụ này anh em này. Mồi dụ thì sử dụng bằng quả chuối. Đấy, quả chuối chín này. Đấy, quả chuối này rất là thơm. Khi con cầy mà nó đi qua nó ngửi thấy mùi chuối này thì cái tỷ lệ nó nhẫm vào cái cạm kẹp nó rất là cao anh em. Đấy, anh em sử dụng cho mình là chuối chín nhé. Về cạm thì đánh chồn đây thì nó có 3 cái mẫu cạm. Đấy, để anh em chọn lựa. Một là cái cạm 12 và một là cạm 14 và một cạm 16 thì đây em sử dụng cái cạm cho mình là cạm 14 cm. Thì về cạm kiềng này anh em này, anh em nào có nhu cầu mua cái loại cạm kiềng loại 1 đấy không bao giờ sợ gãy thì anh em liên hệ vào cái số điện thoại em để ở góc màn hình video nhé. Còn về cạm này giới thiệu qua cho anh em một chút, nó là cái mẫu cạm mà chuyên dụng dùng để đánh những cái con thú từ 10 kg đổ lại. Đấy, 10 kg đổ lại nhưng mà đẹp nhất là tầm khoảng 7 kg anh em nhé. Đấy, đã làm sẵn bàn đạp và dây cố định buộc bằng cái dây thép này. Đấy, còn về khu vực trong đây anh em này, trong đây thì đây là một cái lòng mương. Đấy, anh em có thể thấy là cái dấu vết nó để lại khá là rõ kìa. Đấy, cái luồng nó đi đây anh em này. Đấy, rất là nhãn luôn. Đấy, chỗ này đánh thì nếu mà ngày đầu được thì khả năng được sớm nó sẽ là chuột đấy, nhưng mà om ở đây đánh thì em nghĩ là cái tỷ lệ được con bạc má rất là cao. Còn nào bây giờ thì sẽ gài cạm cho anh em cùng tham khảo nhé. Tìm được cái điểm đánh đẹp quá anh em. Đấy, nó là cái lòng mương này, dưới kia thì đánh được một cái rồi. Đấy, anh em có thể thấy này. Đấy, nó chạy hút 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 sang bên kia kìa. Đấy, nó chạy luôn vào khe này, cái lòng mương này thì đánh thì cái tỷ lệ được cái con chồn bạc má với cả cái con mèo rừng khá là cao đấy. Đấy, một em sẽ tính em đánh ở đây, khả năng đánh ở đây anh em ạ. Thứ hai là đánh ở cái lỗ nhỏ nhất đây, nó chạy xuyên qua đây, lọng đẹp lắm này, lọng này. Đấy, khả năng là đánh nha. Nói chung là tìm ở chỗ điểm hẹp nhất anh em nhé, để anh em mới chơi lưu ý tìm ở điểm hẹp nhất rồi mình triển khai. Khả năng là em sẽ đánh ở đây cho nó trung tâm hơn với vùng đất đây này. Rồi em sẽ đặt máy quay ở vị trí cố định nhé, để quay cho anh em cùng xem cái cách đánh này. Và bây giờ thì những cái dụng cụ mình cần ấy thì là một con dao này, một cái cạm và mồi dự anh em nhé. Đấy thì em sẽ đánh ở khu vực đây. Địa hình nó hơi chật anh em. Mình sẽ bới cái lõng này ra. Đấy, đào một cái hố nha anh em nhé. Đào một cái hố để cho cái cạm nó vừa xuống. Đó. Vì đây là cạm kẹp chân tham gia anh em phải đào hố để cho con chồn nó nhặn xuống ấy. Đấy, nó sẽ dính vừa. Đấy, tầm này là đẹp này. Mình quay như thế nào ý thích nhưng mà phải đặt ngang cạm anh em nhé, không được đặt dọc. Đấy, và mình tính là mình sẽ buộc cái dây này lên đây. Cây bên trên này. Kiếm cây nào thật chắc, nhớ chẳng may mà dính được con 4-5 cân thì nó không giật được đi. Ok, bây giờ thì ra cạm này anh em này. Đấy, anh em nào mà tay khỏe ví dụ như em ấy, thì có thể là bửa ra như thế này được. Khá là nặng đấy. Còn đối với anh em là tay yếu thì nhẫm chân nhé. Nhẫm chân. Rồi, cái này đánh thì phải cẩn thận, không nó kẹp vào tay là chết dở. Cái nào mà nó không cân thì mình có thể cân chỉnh anh em nhé. Cái này chỉnh được mà. Nó hơi lệch sang bên thì mình có thể bẻ theo cái chiều này. Để sang để cho cái bàn đạp nó vuông, khi vuông thì đánh nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Đấy, vuông rồi này anh em này. Đặt xuống. Ok, còn muốn nó vuông nữa ấy, thì bây giờ mình sẽ lấy cái cây này mình đẩy anh em này. Đẩy vào vị trí cố định. Ok.
Và bây giờ thì mình sẽ lấy cái đất lúc mình vừa mới đào lên anh em này. Đấy, rải đều xung quanh. Để cho nó lên vừa miệng cái cạm, gọi là cái đất còn trồn những chiếc nó nhẫm vào thì nó không bị chững chân anh em nhé. Tạo cho nó một cái hiện trường như lúc ban đầu. Ok, bây giờ lấy những cái lá mỏng này. Anh em lưu ý nhé, lá thật mỏng để ngụy trang. Cài lên như này. Lá dày là khi sập cái tỷ lệ nó bị sẩy cái con cầy rất là cao, anh em chọn cái lá mỏng này. Nơi gọi là cây lá cận trắng cận đỏ ấy. Anh em biết cái lá đấy, hoặc là những cái lá rừng nào mà anh em cảm thấy nó mỏng thì anh em cài lên. Còn một bước tiếp theo, bước cuối cùng này anh em này. Bước cuối cùng là anh em lấy những cái đất thật là mỏng. Đấy, anh em rải lên. Đất mỏng anh em nhé, đất dày là cạn nó sập đấy, bởi vì nó lặng nó không tải được. Đánh cái con cầy bạc má này thì cũng không cần ngụy trang kỹ lắm anh em. Gọi là vừa tầm là được. Bây giờ thì rào. Đây, rào này. Rào những cái chỗ mà nó chạy xung quanh qua anh em. Rào vào là xong. Rào vào bỏ mồi. Đấy, rào đường như này nha anh em nhé. Đường nó rộng như này này. Thì anh em cắm những cái cọc ở xung quanh ra này. Để bắt buộc nó đi vào cái điểm chết này. Thấy chưa? Đơn giản lắm anh em. Kiếm mồi nhậu hoặc là bán kinh tế khá là cao. Bởi vì mấy năm nay cầy đắt lắm. Ví dụ đánh những cái con thú mà nó đắt tiền ấy, trồn hương trồn hiếc thì anh em có thể là gài bình thường thôi. Còn ví dụ những con cầy bạc má này thì hoặc là mèo rừng này thì anh em chỉ cần ngụy trang vớ vẩn là đánh được. Năm nào em đánh được rất là nhiều. Đấy, chỗ này mình gạt sạch đi một chút này. Đấy, để lấy lọng nó vào. Đấy, con mồi nhử đây anh em. Mồi nhử thì làm quả chuối tiêu. Đấy, đánh hai bên. Nhớ này. Đọc kia một miếng này, ăn hết thì chúng mày sang và chúng mày chết. Rồi ok nhá. Đây là những cái địa hình mà nó dễ đánh thì dễ quay cho anh em xem. Đấy, còn về cái thành quả thì ngày mai là sẽ quay cho anh em trực tiếp xem là về cái thành quả đánh cầy. Đấy, anh em nào xem được cái video này cần cho mình cạm thì anh em liên hệ vào cái số điện thoại em để ở góc màn hình video ấy. Còn đối với anh em nào mà có nhu cầu mua cạm đấy thì anh em điện thoại. Đấy, anh em nào đam mê thực sự thì có thể là đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những cái video về bẫy cầy của năm 2021. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.